Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đẹp Đẽ Vlog của mình. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 Tết âm lịch, Tết Quý Mão. Cho phép mình gửi lời kính chúc sức khỏe tất cả anh chị, cô dì, chú bác. Chúc tất cả mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và công việc cũng như là tất cả mọi dự tính, mọi công việc đều được thuận lợi trong năm mới này. Quay lại chủ đề của video ngày hôm nay thì có lẽ là trong chúng ta, phần lớn chúng ta đều biết về gel mụn đề Melford vì nó khá là nổi tiếng và nó có rất là nhiều công dụng về trị mụn cũng như là trị thâm rất là hiệu quả. Và hiện nay trên thị trường thì hãng đã cho ra hai dòng, đó chính là gel mụn đề Melford bản thường và đề Melford bản advanced. Vậy thì hai bản này có điểm giống và khác nhau như thế nào? Vậy thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cụ thể điểm giống, điểm khác của hai dòng đề Melford bản thường và đề Melford bản advanced để các bạn tham khảo thêm, từ đó mà các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp để chúng ta có thể chăm sóc và điều trị mụn ngay tại nhà. Thứ nhất là về bao bì sản phẩm, thì đối với sản phẩm đề Melford bản thường và bản advanced thì nó tương tự nhau, giống nhau, tương tự nhau, chỉ có điều là bản đề Melford Advanced, tức là bạn nâng cao, thì nó có thêm chữ Advanced nhỏ nhỏ ở phía dưới. Và các bạn để ý ha, để tránh việc nhầm lẫn khi mình mua bản thường nhưng lại mua nhầm bản Advanced. Và cả hai bản thì đều được đóng gói theo dạng pip 15g, rất là nhỏ gọn, tiện lợi và dễ dàng mang theo đi du lịch, đi làm hoặc đi công tác hàng ngày. Tiếp theo là về kết cấu của sản phẩm, thì cả hai bản đề Melford bản thường và bản Advanced thì đều có kết cấu là dạng gel trong suốt và nó có cái mùi thơm đặc trưng, có cái mùi hơi hắc hắc các bạn. Tuy nhiên thì đối với bản đề Melford bản Advanced, tức là bản nâng cao, thì cái kết cấu của nó hơi đặc hơn một xíu so với kết cấu của bản thường. Về công dụng thì cả hai bản đề Melford bản thường và bản Advanced, tức là bản nâng cao, thì đều hữu hiệu trong việc điều trị mụn trứng cá, bao gồm các loại mụn như là mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn viêm bội nhiễm từ trung bình đến nặng. Và cả hai sản phẩm này đều có tác dụng là liền sẹo, liền da và không để lại vết thâm. Ngoài ra về thành phần thì cả hai bản này đều có chung thành phần, đó là vitamin E, vitamin C và coenzyme Q10. Thì những cái thành phần này có tác dụng là giúp làm sáng da, làm lành vết thương nhanh, cấp ẩm cho da, chống khô da và làm sáng da. Tuy nhiên điều khác nhau cơ bản đó là bản đề Melford bản thường thì có thành phần chính là azelaic acid 20%. Nó có tác dụng là ức chế vi khuẩn gây mụn và giúp làm sáng da, ít tương tác với tia UV, do đó nó ít tác dụng phụ hơn. Azelaic acid 20% thì nó còn có tác dụng là tẩy tế bào chết nhẹ ở trên da, nhờ đó mà nó có tác dụng trong việc làm sáng da và làm mờ thâm hiệu quả. Tuy nhiên, đề Melford bản thường thì chỉ thích hợp cho những bạn mới bắt đầu skincare trị mụn vì nó chỉ hữu hiệu trong việc điều trị mụn ẩn hoặc là mụn đầu đen nhẹ. Và đối với những loại mụn viêm nhiễm nặng thì nó không có tác dụng nhiều. Ngoài ra thì đối với bạn đề Melford bản thường thì nó thích hợp đối với những cái làn da nhạy cảm và ngay cả những bà bầu hoặc là những phụ nữ đang cho con bú vẫn có thể sử dụng được, do cái bản thành phần của nó khá là an toàn và lành tính. Và đối với bạn đề Melford Advanced thì nó có thành phần chính là tiaroten. Đây là thuộc thế hệ thứ 3 của retinoids. Nó có tác dụng mạnh hơn cả retinol và tritinol. Tác dụng chính là ức chế vi khuẩn gây mụn, giúp ức chế tuyến bã và điều hòa sừng hóa các lớp thượng bì mạnh hơn. Do đó hiệu quả điều trị mụn của sản phẩm đề Melford Advanced sẽ mạnh hơn. Nó có tác dụng mạnh hơn, nhanh hơn và chuyên điều trị những cái loại mụn từ nhẹ đến nặng, đặc biệt là đối với những loại mụn viêm nhiễm thì nó điều trị mụn cũng rất là hiệu quả. Tuy nhiên vì thành phần của nó có chứa tiaroten cho nên là cái bản đề Melford Advanced thì dễ bị kích ứng hơn so với bản thường, và đối với những phụ nữ đang mang thai hoặc là cho con bú thì tuyệt đối không được sử dụng cái sản phẩm này. Cách sử dụng hai sản phẩm này như sau. Đối với đề Melford bản thường thì chúng ta có thể sử dụng một ngày hai lần, sáng và tối. Chúng ta chỉ bôi một lớp mỏng ở trên da thôi và sau đó để khô. Do đề Melford bản thường khá là an toàn, lành tính cho nên là chúng ta có thể sức một ngày hai lần, sáng và tối được. Còn đối với bản đề Melford Advanced thì do thành phần hoạt tính của nó khá là mạnh, do đó chúng ta
khi mới bắt đầu sử dụng thì chúng ta chỉ nên sử dụng vào buổi tối và sử dụng một tuần 2 đến 3 lần để da của chúng ta làm quen với các hoạt chất có trong Dermaford Advance. Sau khi đã quen với Dermaford Advance rồi thì chúng ta có thể tăng liều lượng lên sau 2 3 tuần sử dụng, tức là chúng ta sẽ có thể sử dụng hàng ngày sau 2 đến 3 tuần sử dụng. Ngoài ra, đối với bạn Dermaford Advance thì nó có thành phần chính là teratogen, và các thành phần này thì tương tác mạnh với tia UV, do đó chúng ta nên sử dụng vào buổi tối. Ngoài ra, chúng ta vẫn có thể kết hợp sử dụng cả hai sản phẩm này để chăm sóc da và điều trị mụn ngay tại nhà được. Thì cách sử dụng như sau: đối với những làn da khỏe mạnh bình thường thì chúng ta có thể sử dụng Dermaford bản thường vào buổi sáng và Dermaford bản nâng cao vào buổi tối. Còn đối với những làn da nhạy cảm thì chúng ta có thể sử dụng cách này. Và chúng ta lưu ý khi sử dụng cả hai sản phẩm Dermaford và Dermaford Advance để điều trị mụn ngay tại nhà thì chúng ta cần phải kiên trì sức trong vòng 1 đến 3 tháng mới thấy hiệu quả của nó được. Do đó chúng ta cố gắng kiên trì và chúng ta nên sức kem chống nắng mỗi ngày vào buổi sáng để hiệu quả mờ thâm được diễn ra tốt hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng nên kết hợp chế độ ăn uống khoa học lành mạnh, ăn nhiều trái cây, rau củ quả, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, tránh ăn đồ ngọt, đồ dầu mỡ và đồ cay nóng. Như vậy mình đã chia sẻ với các bạn điểm giống và khác nhau của hai sản phẩm Dermaford và Dermaford Expand. Các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho các bạn trong việc lựa chọn các sản phẩm điều trị mụn của mình ngay tại nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh của mình để cập nhật những video mới nhất từ Điểm Đẹp Vlog nhé. Một lần nữa cho phép mình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh chị và các bạn đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng kênh Điểm Đẹp Vlog của mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!